Sáng sớm nay 26 tháng 9, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, tức từ 118 đến 149 km một giờ, giật cấp 14. Bão Noru đã vượt qua khu vực phía nam của đảo Luzon, Philippines, đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4 năm 2022. Bão Noru là cơn bão rất mạnh, đang di chuyển với tốc độ 20 đến 25 km một giờ, dự báo có thể giật tới cấp 17 trên đường hướng vào khu vực Trung Bộ, trong đó trọng tâm là từ Thừa Thiên, Thiên Huế đến Bình Định đến 4 giờ sáng mai ngày 27 tháng 9, dự báo vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 114,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, tức từ 134 đến 149 km một giờ, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên là từ vị tuyến 12,5 đến 20,0 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Dự báo vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông, có mưa bão, gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão cấp 12, cấp 14, giật cấp 17, sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội từ chiều ngày 27 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9, ở khu vực Trung Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên mưa to đến rất to, có rông kèm gió giật mạnh, lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm, có nơi trên 300 mm. Từ 28 đến 30 tháng 9, mưa có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ. Các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão đang khẩn trương chuẩn bị công tác phòng chống ứng phó với siêu bão này. Đến chiều hôm qua 25 tháng 9, các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận đã giả soát phương án sơ tán dân với tổng số gần 214.000 hộ, tương đương trên 868.000 người. Trong đó, các địa phương trọng tâm dự kiến bão đổ bộ từ từ Thiên Huế đến Quảng Ngãi đã sẵn sàng phương án sơ tán trên 93.000 hộ với khoảng 369.000 người tùy theo diễn biến của bão. Ứng ừ phó với bão, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Tiền phương ứng phó bão tại khu vực miền Trung. Ban chỉ đạo tiền phương dự kiến đi vào hoạt động trong ngày hôm nay, 26 tháng 9.